Chú mèo báo nhà báo mẹ vì bắt chuột đem giấu trong máy giặt. Mấy con sen cứ than, mèo nhà mình sao sợ chuột, chứ riêng cô nhà này chắc phải ước hoàng thượng nhà mình sợ chuột bớt mới đỡ khổ. Một ngày làm việc ở ngoài mệt mỏi, chỉ muốn về tới nhà ngã lưng một xíu. Nhưng con mồm lèo này nó không cho phép mình làm thế. Không biết vác được con chuột ở đâu về, xong rồi đem đi giấu, làm cả nhà lục tung lên kiếm. Hồi sau thì mới phát hiện nó giấu con chuột trong máy giặt. Và kết quả là hư luôn cái máy giặt. Con này không còn là con mèo nữa rồi. Nó là con báo mọi người ạ. Báo cha báo mẹ hết sức. Mà báo một lần thì thôi đi, báo hẳn hai lần cùng một vị trí còn có tức không? Mới mua cái máy giặt mới về, nó lại đem chuột giấu trong đó, phải nhờ anh bên điện máy xuống tháo máy ra để kiếm con chuột. Con báo này thì hay rồi đó, nó đứng trên thang nhìn xuống chỗ nó phá hoại với một vẻ mặt hết sức bình thản. Không biết máy giặt có gì vui mà nó kiên quyết giấu chuột trong đó. Phá gia chi tử kiểu này thì hôm sau cắt bà tê nghe chưa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.